Hello anh em. Hello anh em. Hôm nay tôi và thằng em Tuấn này sẽ nửa chôn thằng em Sang. Nửa chôn là trò chân trò tay và chôn nó vào đống cát. Anh em nếu mà thấy ai thì nhớ like, share, subscribe và ủng hộ kênh để anh em tôi ra nhiều video mới nhá. Anh em chờ bọn tôi để chuẩn bị ít đồ để chôn nó nhá. Đây anh em ơi, đây tôi đã chuẩn bị đồ này. Mấy cái gì đây? Áo mưa đây này. Bóc dính này, gậy này để chuẩn bị đồ buộc nó cho nó ra đống cát. Các em chờ ấy à? Đây giờ anh em tôi vào gọi cô Sang này. Rủ xem nó có dám chơi không. Tầm mày chơi thì cho nó vỡ mắt luôn này. Ơi! Sang! Kiếm ơi! Em tôi nhỏ nhà tí thôi mà. Nó muốn lẩu không? Lẩu á? Ừ. Lẩu thì ăn luôn còn gì ăn nói. Thế à? Rồi. Muốn ăn lẩu thì em phải chơi. Em phải chơi một cái trò chơi này. Chơi à? Chơi trò chơi. Chơi trò chơi sẽ được ăn lẩu. Chơi trò chơi sẽ được ăn lẩu. Ăn gì mà phải khó khăn thế nhở? Ăn rồi. Thế nó mới ăn đi em. Chơi trò gì? Bây giờ chơi trò gì? Thế ra đây anh bảo. Đây là hai thanh niên này. Thế bây giờ chơi không? Bây giờ tôi bảo có một nhớ như này nhá. Nếu mà thằng nào thua, bây giờ thề lại cuộc chơi như này này. Bạn và anh Quất bây giờ mặc áo mưa và tôi buộc tay vào buộc chân nhảy đầu co này. Đây nhảy đầu co. Nhảy đầu co. Buộc chân buộc tay. Nhảy nó co chung quanh sân và tầm độ khoảng 10 vòng. Nếu mà bạn được thì tôi với anh Quắt sẽ mời bạn nhân lẩu. Nhảy nó co 10 vòng thì đơn giản. Thế không? Nhưng mà đâu anh em. Nhưng mà phải buộc chân một tay, nhưng mà buộc chân một tay. Buộc chân một tay nhưng mà nhưng đâu anh em cùng nhảy được 10 vòng. Hả thì tôi mời. Tôi chấp nhận tôi mời. Ok. Được không? Còn ví dụ là em mà nhảy, tức là bây giờ nhảy xong em nhảy xong trước thì là anh phải mời nhá. Rồi ok. Nói chung là như này, cứ thằng nào thắng đi, hai thằng này mời. Ok xong không? Luôn, chơi luôn. Là chơi không? Ok nhá. Biết sao thua thắng vẫn okay. Là được. Đó. Ok. À, bây giờ nhá, em buộc anh Quất trước. Rồi. Sao em ơi. Cho em buộc vào sàn không? Đây, đứng đây. Đây. Anh mặc áo mưa vào. Bạn mặc áo mưa bạn em. Mặc sẵn nào. Sẵn vào. Quan trọng gì? Cái lắm em. Kẻ lối đầu của em này. Mấy trăm nghìn đấy. Ít gì đâu. Kẻ lối đầu kẻ năm nước ấy. Nào. Ừ. Nhảy vào. Từ từ chứ mà. Lại buộc như kiểu chân. Thôi buộc không ra đi. Nào tay không. Đấy rồi. Được nha. Được rồi. Rồi buộc. Từ đấy. Từ đấy. Đấy. Nào đấy. Lên xuống nào. Đây. Buộc tay à. Ừ.
chân dưới tay này. Mùi thanh điên. Đây, anh em tôi đang đào hố này để chôn sống nó ở đây này. Ý mơ bạn ơi. Vượt mãi mà đừng đụng ra này. Đi nào. Tao ơi bạn thấy cảm giác nhau bạn ơi, điên rồi thấy đau ăn. Đấy, một thanh niên nào đã bị tôi chôn. Quả này nó về nó phải tức lắm này. Ngập cát luôn. Một mình một cái hồ cát này. Đây. Anh em thấy đẹp không? Tôi xé cho nó vào gì nhá. Điên à? Cờ mật thế. Mở ra không? Cho ra cho. Chào khán giả các em nào. Chào đây em ơi. Anh em nếu mà thấy hay thì nhớ like, share, subscribe, ủng hộ kênh và đăng ký kênh để ủng hộ anh em chúng tôi nhé. Ra nhiều video hay nữa. Bye bye.